Mày bỏ cái iPad xuống liền cho mẹ. Cục cưng. Đó, mấy chú thấy không? Thằng này bây giờ nó hết thuốc chữa rồi. Nó mê game, nhịn ăn, nhịn ngủ. Mà bây giờ học hành còn sa sút nữa. Mấy chú giúp giùm tôi nha. Ca này cũng là bình thường mà chị ơi. Bên em còn nhiều ca nặng hơn nữa, chị đừng có lo. Vậy tiền mà cho nó cai là bao nhiêu vậy chú? Cái trại cai game của em á, một em là tầm khoảng 100 triệu. Vậy là trong vòng mấy tháng thì nó mới hết cái tình trạng này? Tầm 3 tháng hè là hết nha chị. Mà nó vô đây có ăn uống ngủ nghỉ chất lượng gì không chú? Ăn uống á thì cũng tạm bợ thôi chị, đủ sống thôi. Rồi ngủ nghỉ đồ này nọ kia thì theo chuẩn quân đội, cũng cực á. Trời, không biết con nhà tôi nó có chịu đựng nổi không nữa. Đó, chị thương nó vậy đó. Thì sao chị dạy nó? Nó cứ như đó nên chị mới cần đến tụi tôi. Dạ, vậy nhờ mấy chú giúp giùm con tôi. Con cứ... Con cứ... Chú ơi, nhẹ tay chú ơi. Con cứ... Con cứ...